KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Chiều nay mưa trên phố Huế. This up the roll again. Ngước lên ngỡ thân tiên tai thế, hóa ra là cô em gái Huế. Đem thanh âm từ cô đô lên tivi làm cho 75 quay tê. Uống ngực nhớ nguồn nên bảo sao, giọng em ngọt y như trái kế. Ba mẹ em bảo đẻ được con gái như này thì thật tình là lại ghê. Em thở ra flow trên độ khí ngọt nét vào. Dụt đến từ đầu thấy người lớn lại phép chào. Miền Trung làm lũ nên mama dạy biết thu chỉ. Gái Huế tì nhu mì ngoan ngoãn nên sang và sáng như Gucci key. Em on my với phong tài với gọi là quan tài. Nhạc em kiểu nó rất là bon tai nên độ đứa từ là mấy anh ngon dài. Ok ok, đặt từ gái Huế đổ vào hip hop như bắt tay pha chế. 75 hỏi rắn ngay nữa hè. Em thì kiểu cắt tay nở nè. Duyên dáng, uyên bác, giữa chiều mưa anh say nắng. 75 hỏi rắn ngay nữa hè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.